Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình và mình là Thắng nè. Và hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Yeah! Thắng chúc tất cả các bạn ngoan ngoãn này, học giỏi này, nghe lời bố mẹ. Bạn nào là con gái thì sẽ xinh gái hơn và bạn nào là con trai thì sẽ đẹp trai hơn. Và quan trọng nhất là Thắng chúc tất cả các bạn luôn luôn được điểm 10 ở trên lớp nha. Yeah! Có bạn nào được bố mẹ hứa là tối ngày hôm nay sẽ cho đi chơi không? Bạn nào mà được bố mẹ hứa thì nhớ comment để cho mình biết nha. Xem là bố mẹ các bạn đưa các bạn đi chơi ở đâu nha. Còn mình, hôm nay ấy, mình không được đi chơi mà mình phải đi giải cứu thằng em trai của mình. Cái thằng em trai của mình nó tên là Lúc. Thằng em trai Lúc, cái thằng em trai Lúc của mình nó chuyên ra đi chơi mà không xin phép bố mẹ. Ở bên ngoài có rất là nhiều những thứ nguy hiểm, những cái con zombie, cái thằng em trai Lúc ở trong Minecraft. Nên là bây giờ mình sẽ phải đi bảo vệ cái thằng em trai và đưa nó về nhà đây này các bạn ạ. Ok thôi, không nói nhiều nữa, thì bây giờ mình phải đưa cái thằng em trai về nhà đây. Và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like và đăng ký kênh nó thật nhiều động lực cho những video tiếp theo. Còn bây giờ thì let's go. Thì cái game này nó có tên là Lúc với Pearl. Đây nha, phải là tên của nó là Lúc với Pearl chứ. Và trong này tên của nó là khác này. Rõ ràng là mình tải là Lúc với Pearl mà cái game này ấy, chơi được hai người luôn ấy. Tức là hai người ngồi với nhau chơi được với nhau luôn ấy. Nhưng mà hôm nay Thắng có một người nên là Thắng sẽ chỉ chơi một người thôi. Bắt đầu. Đây là thằng Lúc. Và mình là Pearl, mình là anh trai của nó. Đây di chuyển này đó. Bây giờ mình cầm cái thanh kiếm này, mình sẽ đi trước để bảo vệ thằng em trai của mình. Bởi vì có rất nhiều, có rất là nhiều những con zombie đây nè. Bây giờ mới màn đầu. Con zombie nè, đó đánh. Con zombie này khỏe trâu thực sự luôn, mình quay tay mấy lần liền đi chết được nó đấy. Rồi một cái cây này mọc giữa đường, thiếu gì chỗ mọc mà mọc giữa đường, mọc đúng cái đường của em trai của mình. Bây giờ mình phải làm. Ui, có con zombie này, con zombie nè. Có cái cây mọc giữa đường này, sao cái con đường này có nhiều cây mọc thế nhỉ? Đấy, quạ nhìn cái thằng em trai của mình nhỉ? Lúc nào mặt nó quý, nó bảo nó đang đói nè, nhưng mà không có bánh pizza để ăn. Mình bảo nó thế, không có bánh pizza. Bây giờ cái gì, nó lại đòi uống coca này. Coca hoàng chấm cái gì, làm gì có coca. Và mình tức giận đấy, mình sắp sửa tức giận rồi đấy. Nó là cái táo này, cái cây gỗ này không có táo đâu ăn đấy. Còn nó đòi liên tiếp, nó đòi cái gì nó cũng đòi. Bây giờ mình sắp tức rồi đấy, với nó lại đòi ăn kem luôn. Nó lại mày, ở chỗ này là có tuyết nhưng mà không có kem đấy. Mình tức rồi các bạn, nhìn cái mặt icon tức của mình nè, nó lại đòi ăn pizza này. Ai bắt mày đi chơi xa nhà còn kêu. Mình tức ở đấy, chỉ là mình quánh tít cho nó phát giờ. Ua, có táo này các bạn ơi, có táo này. Ô, sao nó không đi được ta? Wow, có táo kim cương nè, nhưng mà tự dưng có một cái bức tường nó mọc trước mặt mình. Đây là Slenderman này. Wow, chính xác là Slenderman luôn. Lúc cái tên Slenderman này đã ăn hết quả táo của em trai mình rồi. Thường nào vật được táo cho thằng em trai mình ăn, bây giờ bị Slenderman ăn hết rồi. Và thằng em trai mình nó khóc một lần rồi. Mơ kinh như bạn thấy cái mồm nó ngoạc ra. Mà mày cầm mồm đi, mày đi chơi kêu. Mày ở nhà thì tầm này bố mẹ nấu cơm cho mày ăn rồi đấy. Mày cũng cạn lời, mày không biết phải nói như thế nào với nó. Cái cây này có quả táo, có 3 quả táo kim cương liền. Bây giờ nó cũng ngạo cái mồm nó khóc đây này. Mình cũng có làm gì được đâu. Bố mày biết rồi, làm gì có táo kim cương cho mày ăn đâu. Không này, các bạn nào sẵn nghe, các bạn dỗ nó hộ mình với. Cho nó cứ ngoạc cái mồm này. Bắt đầu cái mặt của nó bé tí ra, mà bây giờ cái mặt của nó to gấp mấy lần thân của nó rồi. Đây lại có cái cây gỗ này, suốt ngày mọc giữa đường thế nhở. Go, nhảy lên gỗ này thì gỗ này. Mình nhảy rất là cao luôn. Đã đi đến cái khu rừng mà không có tuyết rồi. Ai nhảy lên, chu. Đi thôi em trai ơi, sắp về tới nhà rồi. Đã tới cửa hàng rồi nè. Đấy, bây giờ mày thích ăn gì thì ăn. Trong này có táo này, có coca này, có pizza, có kem, có bánh mì này. Thích ăn gì cũng được. Mày có ăn đang đi thì gặp một cửa hàng. Mà không biết mình có tiền không ta. Ý, mình có tiền nè. Ui trời ơi, mình thì đang ngủ. Còn cái thằng em trai của mình nó làm gì đây? Cái thằng em trai của mình nó đi bới tiền. Wow, nó bới cho mình tiền này, bao nhiêu là tiền luôn. Mình có 100 tiền, mình sẽ mua thêm một thanh máu, một tim máu, một cái trái tim máu. Mua. Đó. Ok, hết tiền rồi, bây giờ sẽ let go này. Cái bức tranh này có tên Slenderman này. Là cái chéo này chéo phải tiêu diệt tên Slenderman các bạn ạ.
mà sao cái thằng em trai lúc của mình nó ra cái hòm thương này, nó vỡ tiền đi ra, tiền nó bay liên điện mà mình chẳng được thêm đồng nào vào túi gì cả, vẫn không đồng này. Let's go đi. Ui, một tên zombie này, zombie cầu xong, nó cắn mất một cái tim máu của mình rồi. Nào, con zombie nữa không? Đây, con zombie. Ui, zombie nè. Wow, mình quay tay nhanh phết đấy các bạn. Zombie. Đó, không được để zombie tới gần em trai của mình nhá. Thôi xong, vậy là mình đã hết tim máu rồi nè. Mình sẽ mua sức mạnh, sức quay này. Mua thêm cuộc, mình được 400 tiền liền. Hình như là mỗi lần giết một con zombie là mình sẽ được thêm 100 tiền này. Mình sẽ mua máu tiếp. Ui, máu 300 tiền, mua luôn hết sạch tiền. Let's go. Ui, chơi lại không? May nè. Nào, vào đây. Con zombie nào, vào đây. Zombie này thì zombie nè. Đó, dám bắt lại em trai mình nhỉ. Có một cây. Ui, thôi xong rồi. Nhanh, ui. Ê. Thôi xong. Con zombie này. Mày quá tí nó cắn mất em trai mình. Nào, zombie này. Nhảy lên. Đó, đi đến chỗ này là lưu màn đấy nhá. Con zombie nè. Ui, cái này điều khiển hơi khó các bạn. Zombie nè, thôi xong. Nó cắn mất cả em trai của mình rồi. Mình có 900 này. Mình sẽ mua sức mạnh tiếp. Sức mạnh này. Chỗ này, cái này cái gì? Này kiếm à? Rồi, mua tiếp còn 200 này. Mình sẽ mua buông máu cho thằng em trai mình. Buông máu cho thằng nước. Mua cái đầu tiên nữa là cái gì? Mình kiếm gì đây? Đây, let's go. Đó, ở màn này luôn nè. Nào, bây giờ mình to cơ hơn rồi nhá. Con zombie này vào đây. Con zombie này tuổi gì, mình chém một nhát là nó chết thôi. Mày vào đây nè, 300 tiền. Bây giờ giết con zombie là được 100 tiền. Ui giời ơi, xích nó lại một cái tim máu của mình. Nhanh lên em trai ơi. Wow, 2 cây liền, 2 cây, 3 cây luôn. Ui, sao chỗ này làm cây này? Đây, có một con zombie. Đến chỗ này lại lưu ma đây nè, hay lắm. Con zombie vào đây. Con zombie nữa nè, thấy chưa các bạn, thấy mình ghê chưa? Nhảy xuống nước à? Thắng tặng, đúng rồi, nhảy xuống nước này. Con zombie nè, em trai ơi, đi từ từ thôi. Đấy, đã đi tay không, nó nghĩ là đi là trên đời này rất là bình yên ấy. Mặc dù là mình đang quấy nhau rất là mệt với con zombie này, nhưng mà nó rất là thản nhiên luôn. Một con zombie nữa đã đi tao. Con zombie này nữa, mày vào đây nè. Con zombie này nữa, vào đây. Mày vào đây nè. Các bạn zombie này cùi thật đấy. À không phải, tại là mình mua kiếm xịn hơn ấy. Đấy, các bạn kiếm mình to hơn chưa? Wow, mình được 1.500 tiền rồi. Không phải sạng vừa đâu. Thôi xong, vừa nói không phải sạng vừa đâu mà mình con zombie nó cắn mất một cái tiệt rồi. Nào, con zombie nào nữa vào đây. Đến đích rồi sao các bạn? Chưa đến đích đâu. Mấy cái cây gỗ này mình chỉ cần mình nhảy lên phát là nó tự động nó mất thôi, chứ không phải mình chém. Cái thằng lúc này nó đi giày cực là đẹp luôn, nó mặc quần áo rất là đẹp luôn mọi người ạ. Nhảy lên mây này. Bây giờ tự nhiên đang đi lên trời sao ấy, không biết mình còn sống không ta. Sao mình cứ đi lên trời thế này? Đó, lên trời. Wow, đi đến đâu đấy? Đi đến nhà tù hay là đâu đây các bạn? Úi xấu ơi, đây là đâu? Đây là ông Bụt nè, đấy. Cái thằng lúc em cha mình nó ngạm cái đầu ra. Và ông Bụt hỏi chấm, ông Bụt không biết cái gì luôn. Và mình bảo là nó thèm ăn quả táo kim cương đấy. Nó vẫn ngạm cái đầu ra này. Xem là ông Bụt sẽ xử lý sao? Ông Bụt 3 chấm rồi, ông Bụt chặn rồi các bạn. Tinh, các bạn, ông Bụt đang nghĩ ra một ý kiến. Ông Bụt, hình như là ông Bụt sắp sửa cho cái thằng em trai mình nó chiến đấu. Wow, ông Bụt tặng cho thằng em trai mình cái cung này. Cầm luôn, nhận cho nó. Thằng em trai mình hình như là từ bây giờ sẽ có sức mạnh. Và thằng em trai mình chiến đấu này, các bạn ơi, chiến đấu này. Mình sẽ giúp thằng em trai mình chiến đấu. Đây, thằng em trai mình bắn mũi tên này. Bắn ông này. Ông này là vị thần sấm sét đây. Nhảy lên đây. Wow.
nhảy lại cua cua. Thôi xong, quá là chán luôn. Đây là con trai của thần sớm hay là con trai của Ngọc Hoàng sao? Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Wow, wow, wow. Thế xong mấy cái bậc đấy nó kiểu gì các bạn ơi? Mấy cái bậc này mình nhảy rất là đúng luôn, nhưng mà xong sang cái bậc thứ hai, thứ ba nó lại bị xịt nhá. Thôi mình cứ bắn như thế này vậy. Đó, nhảy lên này, đó, nhảy lên này, nhảy rất là chuẩn luôn các bạn ơi. Rất là chuẩn luôn đấy. Nhảy vào con zombie rồi, sao lại thả zombie? Đúng rồi, cái đấy thì mình nhảy thì vào cho bạn đấy. Thôi mình cứ bắn như này để khi nào cái tên thần sấm này, cái tên con trai đây chắc hoàng tử rồi, chắc hoàng tử này. Vậy là cái tên này gọi tên gì, cái tên này nói chung là cái gọi là gì ta, cái gọi là con cháu của ông bụt đấy à. Nói chung là mình bắn sắp chết ông đấy rồi đấy, bây giờ còn một chút xíu thôi, một chút xíu thôi. Lần nữa này bắt này là ông ấy toi ngay, cái ông đội vương miệng này này, cái ông này chắc là con của thần sống rồi, mình cứ gọi là con của thần sống đi nhá, bởi vì nhìn ta sống lắm. Con trai của ông bụt, đúng rồi, con trai của ông bụt này, con trai của ông bụt này. Thôi xong, mình này to rồi, mình không thể nhảy nào qua chỗ đây được các bạn, mình không thể nào mà nhảy qua chỗ đây được luôn. Nào, phát nữa. Ok, vậy là mình đã giúp cả em trai của mình hạ gục con trai của ông bụt này đời. Vẫn ngoạm cái mồm ra. Hehe, đã tiêu diệt được con trai của ta, và bây giờ ông bụt đã lấy lại sức mạnh của thằng Luke rồi. Wow, và ông ta tặng cho thằng em trai mình một chiếc siêu xe màu xanh lá cây nè. Hôm nay thằng đã bảo vệ được cái thằng em trai núp của thằng khỏi những cái con zombie, và giúp cái thằng em trai của thằng chiến thắng con trai của cái ông bụt, cái ông thần tiên gì đó. Và còn giúp cái thằng em trai của thằng có cái chiếc ô tô màu xanh lá cây mới luôn nha. Và cảm ơn tất cả các bạn xem cái video này của thằng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.